mà bác lại nghĩ cháu là dân buôn chó ạ. Thì tôi nghe tiếng như tôi đoán vậy, giống như là nghe nhạc hiệu đoán chương trình ý, thì tôi không biết cậu là ai đâu. Dân báo cáo bác, cháu xin tự giới thiệu với mình, cháu Nguyễn Tiến Tới, lính thủy đánh bộ, đang xây dựng đảo Sơn Tự Tây. À, thế là cậu là lính Tây hả? Ôi không bác ơi, cái đảo ấy tên là Sơn Tự Tây, là vòng ngoài quần đảo Trường Sa đấy ạ. À, thế là lính đảo đấy đấy. Dạ. Đúng rồi, da thì đen như cột nhà cháy, vóc dáng thì vững chãi như đồng đen, ăn sống nói gió khoáng đạt, đúng là tiêu chuẩn của bộ đội hải đảo giang cổ và vinh quang rồi. Vâng, còn vâng. Nhưng mà lạ thay ở xã tôi chả có thanh niên nào được định đi bảo vệ đảo Sơn. Ê, dạ thưa bác, quê của cháu nhé, mãi tận thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, cho nên cháu cũng phải quá đáng mừng. Hắn sao vẫn lấy được cái biển trung du xanh nhất ở trẻ có con quê ta đấy ạ. Quê ta, quê ta. Dạ, chúng ta quê Thanh Nguyệt ạ. Quê em Thanh Nguyệt. Thì tôi hỏi cậu nhé. Dạ. Một người ở mãi cứ tận đảo xa, còn một người ở cái trung miền trung du xa ngắt sơn ơ thế này, làm sao quen được nhau? Thì về đây cứ một điều anh, hai điều em ngọt như nếu lùi chị. Bác ơi, cũng có thể là hai chúng cháu có cơ duyên với nhau đấy ạ. Cơ duyên này, cậu là một đội phù hồ đấy. Vâng. Mà sao cậu mê tín như thế ạ? Mà kể cũng lại rồi. Ở tận đầu tận đâu mò về tận đây xong bảo tìm em Thanh Nguyệt nhỉ? Bác ơi, chắc bác biết với truyền thống quân với dân cả nước, lính nào chúng cháu thường được các mẹ này, các chị này, các em này hết sức quan tâm, thường là viết thư gửi quà đồng tình khích lệ đấy ạ. Này, hay là cậu nhầm địa chỉ rồi? Không, nhầm làm sao được bác, lính nào chúng cháu nhất chỉ thiếu thốn duy nhất là vấn đề tình thôi ạ. Tình gì? Dạ, tình gì? Tình cảm ạ. Cho nên cháu đã phải lặn lội về đây để tìm gặp người bạn đời của mình, cho dù con rơi bao đời cũng không bao giờ quên được người mới đâu. À, đây cái gì? Đây địa chỉ ạ. Đây, tôi là có địa chỉ sai đúng không? Cũng không thể nào được địa chỉ nhà tôi được. Em Thanh Nguyệt, thôn Cầu, xã Nga Bi đúng không ạ? Đây. Đúng rồi. Lạ nhỉ. Lạ là sao bác? Hay là thôn mình có hai Thanh Nguyệt ạ? Không, lại chỉ có một. Thế nên anh gọi thì chồng chứ. Đúng rồi. Hả? Bác ơi, hay là người đã đi lấy chồng rồi ạ? Nếu thế thì đã đi một nhẽ. Mà trong thư viết những gì mà cậu hỏi người ta đây? Dạ, thú thật với bác. Lúc đầu thì cháu thư từ qua lại, rồi tâm đầu ý hợp, nhớ nhớ tự thương, lại còn vấn vương các kiểu ạ. Mà bác biết không, mới tháng trước đây thôi, em Huyền còn gửi cho cháu những vần thơ chứa trang hẹn nước thơ á. Vâng ạ, đây. Ừ, cậu đọc to tôi nghe xem ạ. Thơ của em hay lắm, để cho bác nghe. Đọc to tôi nghe xem ạ. Vâng, xin phép cháu đọc ạ. Anh lo canh sứ hải đảo. Cái gì? Hải đảo chứ, hải đảo. À, hải đảo, úi giời. Hậu phương em quyết sẵn sàng giữ anh, khi nào nghỉ phép hãy tranh, thu về ban bạc tất thành nữa đôi, được lời như cười. Này, thư từ mà cởi cái gì? Đi cởi cái gì, cởi cái gì? Đã, được lời như cởi tấm lòng. Chính vì vậy, cháu phải về ngay đây để tìm gặp anh Huyền, bạn chủ tất thành nữa đôi, đứa thân thư đấy ạ. Nghe những lời hứa hẹn trong thư của cậu có vẻ cảm động thật đã. Nhưng mà nó khiến tôi thế này, ở cái tuổi 50 rồi vẫn còn thấy xốn sang xúc động. Ôi dồi ôi, u 50 tuổi à? Ui ui ui, vậy là u mặc tuổi của cô là quê đấy. Nhưng mà u của cậu có bị quá muộn như tôi? Ui dạ không, bố cô nghe vẫn khỏe mạnh hùng tráng lắm. Bố cô cao 2m6 cơ. Ôi dồi ôi, cao nhưng 2m6 thế là ống rổ à? Hay là... Con nhầm, con lộn. Con lộn lời, bố con cao có 1m6. Ôi trời ơi, cao có 1m6 thì nó phải 2m6. Đây, cậu nghe tôi nói nhé. Ở cái thôn này này, nó cả cái khác luôn là chỉ có một mình tôi tên là Thanh Nguyệt thôi. Nhầm à? Chỉ có mình tôi thôi, nhõn của mình tôi thôi. Chết rồi. Thế không, không có ai là Thanh Nguyệt nữa à? Không, chả có ai dắt vào mất mình thôi. Ôi giời ơi, này cậu ơi, bộ đội hải đảo đấy này, vừa đùa cũng còn cơ mà làm đùng ngắn ở thế này, dậy đi tôi đùa đấy, này dậy đi, dậy dậy. Cậu ơi, tôi chết rồi, khổ quá, tôi bảo tôi chỉ đùa thôi mà. Uống tạm vào nước trong mình tới tích tâm à. Dậy thôi, dậy thôi.
Thế mà về đấy gặp đúng em tên này ra. Khổ quá, đã vui. Sau đùa ác đến bom đến. U có biết không, trong khi cả nước đang hướng về Trường Sa, cô gặp phong trào bốc đá xây Trường Sa. Bây giờ một mình U là đi ngược lại. U cần một bốc đá. U ném vào người con đã. Kể cả ố sao không phải báo như thế. Mà chú đã cố hết cả lên. Tôi đã nói hết cả ra đây tôi bảo. Sao đây? Tôi thì rất khoát là không rồi. Nhưng mà không hiểu ai cứ nghĩ ra cái trò tư từ phức tạp thế này chứ. Nếu không phải U ấy thì chắc chắn là một ai đó ở gần đây. Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Ai? Đúng rồi. Ai? Lúc mới về đầu làm nhá, con nhìn thấy mấy em xin tươi hiện diện đến mắt mắt. Không ngờ á, đủ ác thân nhất tình vì sự. Này, thế con biết. Cậu đừng có đánh giá vô vận như thế nhá. Con gái ở thôn này đều có truyền thống là trung hậu đảm đang nhu mì hiền thảo đấy. Dạ vâng. Trung hậu đảm đang nhu mì hiền thảo. Đấy. Lại cái gì nữa? Chú xem. Đây. Hàng trăm bức thư nặng gần 1kg là một thầy mình bằng thơ chứ. Để không đọc tiếp chú nghe. Ôi xin lỗi. Đây. Đây kia. Đọc 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 xem này. Cô xin phép đọc ạ. Đọc đi. Nhưng mà viết gì chứ. Huyền thề yêu mãi anh tới. Cái gì? Tới. À, cậu tên là tới à? Vâng. Ở đọc tiếp đi xem nào. Dẫu cho sóng gió tươi cười Trường Sa, anh về cứ với mẹ cha. Trầu câu giả ngó em sẽ là ảnh cua. Ấy này, ảnh cua là của anh chứ gì? Cái này tôi biết thừa. Ui, cô giỏi thế, cái gì không biết. Mà đấy, tình hình duyên dáng vẫn đang thế. Để cô đá mà đều gặp của cô là lãnh đạo chúng con ạ. Ừ. Thế nhưng mà tôi cũng không thể tin là có cái người con gái nào đó cứ kiên trì đùa dẫn người đến ta ngày đêm lăn lộn nắng gió phải đảo xa. Chắc chắn phải có sự nhầm lẫn nào đó. Nhầm làm sao được? Chính U bảo mình cũng là thanh niên còn gì ạ? Ừ. Hay là con bé thanh niên nhỉ? U bảo sao ạ? Cô em thanh niên là con gái của ạ? Không. Nó là cháu gái của tôi. Mà con bé đấy nhá, thầy nhá, nó vừa tròn 28 tuổi. Ôi, đúng rồi ạ, em cũng tâm sự với con, là em vừa tròn 28 ấy. Ừ mà, con bé đấy mặt mũi xinh xắn nhẹ nhõm lắm mà cô nuôi dạy khổ đấy. À, cô nuôi dạy khổ thú ạ. À, không, tôi thử nhầm, cô nuôi dạy trẻ. Sao tạ, con bé hay lắm. Đợt vừa rồi, được lên TV, được lên đài đấy. Vậy ạ. Mà nó mặt mũi nhìn xinh xắn nhẹ nhõm lắm, tính tình hình diện nhất ta tuyệt vời. Ôi ơi, không ngờ một cái nơi xa xôi hiểu đánh như thế này lại xuất hiện hiện tại. Hơn nữa là con yêu của Nữ Thi nha chứ. Ừ, cậu là lĩnh đảm, nó là nhà thơ xứng tơ người lớn quá cơ. Dạ. Thế nhưng phải cái thằng mắt em nó hơi kém. À, thế là cái cậu. Không, ý là trong trí thức của cả thích ạ. Không, không phải cậu mà mắt em nó. Thế nhưng còn mắt bên này thì lại hướng về một nơi xa xôi nào đó. Ôi giời ơi. Ui. Thì có nghĩa là khi em nhìn cô ở đấy, cô phải khi về ra bài nước. Khi em nhìn cô ở bài nước này, cô phải làm cái chân kỳ chú hết là kia. Ừ. Tỏ sao là thơ mây hổ thế nhờ. À đâu. Còn một đặc điểm nó nhỏ xinh xinh nữa. Đặc điểm gì ạ? À thì đặc điểm không có bình thường. Thế nhưng một bên này chỉ có 9 lẻ dễ thôi. Nhưng có cái lãi đó nghe chỉ thỉnh thoảng hơi nhuyễn nhảy một tí thôi. Hả? Thế không biết là vì thật thọ à? Cũng không hẳn là như thế. Thật là điều này không thấy biết trong thư gì. Thôi nhá. Thế là tôi đã nói hết về trò gái của tôi cho cậu nghe rồi. Bây giờ tôi hỏi cậu đường cuối. Cậu có trả lời là có muốn gặp nó không? Để tôi biết tôi có tính trả lời ngay. Nhưng mà tôi có ạ. Đúng rồi, phải gặp. Thôi thì con đã về đây rồi. Ừ. Thì con cũng phải tìm hiểu cái vụ hiền viện đang nghĩ ra làm sao để con về giải trình báo cáo với đơn vị. Đúng quá là gì. Thế bây giờ cậu phải đi đấy nhá. Không phải đi đâu cả. Tôi chạy ù ra ngoài kia nó chưa đi đâu xa đâu. Nhưng mà đến đây là phải tươi cười niềm nở. Cười đi. Sao lại mặc cái nhanh như thế đấy. Cười đi. Cười. Thế giờ
Ở tiếp ngoài kia không nghe thấy.
Tác phẩm thể hiện của nghệ sĩ Thu Hương, nghệ sĩ Diễm Hương và nghệ sĩ Sơn Tùng.